Em xin kính chào tất cả các bác yêu Lan. Phiên buổi tối ngày hôm nay ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020, nhà em vừa cập bến một lô trầm tùng đỏ với cả long tu xuân, hàng Di Linh, Lâm Đồng. Và các bác đặt hàng liên hệ với em theo hai số điện thoại 0393 998895 hoặc là 0966 121377. Nhà em nằm ở số nhà 69 ngã tư Cầu Gỗ, Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương. Tất cả những đơn đá em báo trong video là chưa bao gồm tiền phí ship vận chuyển. Các bác nhận hàng, thanh toán tiền hàng, tiền cước phí cho bên vận chuyển, tiền cước phí khách hàng chi trả. Đó, hàng hôm nay về những mặt hàng rất là đẹp, toàn là những mặt hàng nở hoa vào thời điểm dịp mùa xuân, thời điểm dịp Tết ạ. Và trước khi đi qua những mặt hàng hoa lan thì em sẽ giới thiệu đến những dòng chế phẩm phân thuốc hoặc là những cái bộ sản phẩm tưới lan dành cho gia đình mà hiện tại nhà em đang cung cấp nhé. Dạ, trước mặt các bác đó chính là bộ sản phẩm phun tưới dành cho hoa lan. Đó, bộ sản phẩm này là bộ sản phẩm mà nhà em dùng để làm trải nghiệm các bác khi có thể đến cửa hàng để trải nghiệm. Và bộ sản phẩm này thì bao gồm có là cái bộ sản phẩm máy đơn, tức là máy đơn nhà em này đã được lắp ráp đầy đủ các linh kiện, các bác về chỉ việc vận hành và tưới lan thôi. Bao gồm là một cái chõ dây dùng để nối dẫn nguồn nước, và thứ hai là cái dây là dây đẩy nước. Dây đẩy nước này có chiều dài là 10 mét. Và nhà em sử dụng cái dòng dây là dây da da rắn, nên là cái này nó chống cho cái việc là phồng rồi là bị rách dây đó, rất là tốt ạ. Và dây này dài 10 mét các bác nhé. Ngoài ra thì có cả một cần phun này, cần lốc này, có khóa van khóa đồng để bật tắt này, và có cả một cái bát, đây là bát 8 lỗ dùng để phun tưới hoa lan. Bát này rất là mạnh và rất là đều. Ngoài ra thì em sẽ tặng thêm cho các bác một cái bát nữa là bát trắng để các bác có thể là tưới nước, tưới phân thuốc hoặc là phun hồng. Đó, bộ sản phẩm này nhà em đang sale với giá là 430.000. Đây là cái sản phẩm dùng thử thì em quay chi tiết như vậy thôi. Còn đâu là cái hàng đóng đi thì nó sẽ là đóng nguyên đai nguyên kiện và đầy đủ linh kiện các bác ở trong đấy rồi. Và bên cạnh đây đó chính là bộ sản phẩm máy kép. Máy kép nhà em thì chắc là sẽ hết hàng rồi các bạn. Các bác đặt hàng thì chắc phải đợi một thời gian nữa, bởi vì bây giờ bên cửa khẩu người ta đã đóng cửa ấy, nên sản phẩm máy kép hiện tại không về nữa rồi. Em chỉ còn dư ra 1-2 bộ thôi. Bộ sản phẩm máy kép này đang bán ra với giá là 700.000, cũng đang được sale ạ. Ngoài ra thì bên em cũng có bán cả cái cục công tắc wifi ấy. Như cái video hôm qua em có hướng dẫn là sử dụng wifi khi các bác đi làm ở xa hay là hoặc đi chơi, đi du lịch ấy, hoặc không có ở vườn mà các bác vẫn muốn tưới lan cho mình một cách tự động thì các bác sử dụng cái cục nguồn wifi. Và cái bộ wifi đấy thì em đang bán với giá một cục wifi nguồn ấy là 300.000. Khi mà đặt kèm cùng bộ sản phẩm này thì nhà em vẫn sẽ sale các bác là 250.000 nếu mà đặt cùng. Và nếu mà đặt rời nguyên linh kiện thì sẽ là 300.000 thôi nhá. Và đây ạ, quy cách đóng gói của nhà em sẽ là đóng gói cho các bác thành những cái thùng như thế này, gửi đi cho các bác có thể kiểm tra hàng trong trước khi thanh toán, có thể kiểm tra hàng. Và nhà em có một cái chế độ bảo hành, đó chính là chế độ bảo hành cục motor. Cục motor của cái bộ này là 3 tháng, đó, phát sinh vấn đề gì các bác báo bên em, hoặc là trong quá trình sử dụng mà có vấn đề trục trặc gì bên em vẫn sẽ có kỹ thuật để tư vấn cũng như là hỗ trợ các bác một cách nhiệt tình nhất. Đây là cái bộ đơn nhá. Còn cái bộ đơn mà 20m có nghĩa là gì ạ? Tức là nếu mà cái dây của nó chiều dài dây 10m mà các bác cảm thấy là nó sẽ không đủ cho cái chiều dài của cái vườn của mình, mình có thể order thêm, nghĩa là đặt thêm một cái dây dài hơn. Tức là cứ mỗi lần, mỗi mét dây các bác nối thêm sẽ là 10.000 đồng một mét. Đây ạ, cái bộ đơn 20m tức là được 10m mặc định với cả 10m nối thêm, tức là sẽ là thêm 10m nữa là 530.000. Còn bộ thông thường là 430. Giá này đã là giá sale rồi các bác nhé. Cái này các bác cứ tham khảo ngoài thị trường thoải mái. Và đặc biệt hơn là nó còn tùy vào cái linh kiện mà nhà em lựa chọn ạ. Đặc biệt là có thêm cả chế độ bảo hành nữa, các bác yên tâm. Ngoài ra thì đây là những cái linh kiện rời, tại vì nhiều bác thì đã mua ở chỗ khác rồi hoặc là sử dụng nó bị hư hỏng cái phần nào ấy, thì bên em vẫn có bán. Thứ nhất là bán dây nối này, 10.000 mét dây này. Thứ hai là bán tay cầm này, tay cầm này với cả một cái, đây tay cầm thì sẽ có van khóa, và có cả những cái bát phun này. Bát phun này nhá, bát phun này rất là mạnh này. Bát này em bán là 10.000 đồng một bát thôi. Bát 8 lỗ. Có cả một cái bát trắng nữa. Bát trắng nữa thì sẽ là đây. Đây cái bát trắng này này. Bát trắng này sẽ là 7.000 đồng nhá, 7.000 đồng một lỗ bát này. Còn dây này cứ 10 mét dây là 100.000. Tại vì 10.000 đồng một mét. Nếu các bác mua này, combo cái dây này, cái cần này và cái bát hồng này
thì em sẽ combo cho các bác giá là 150. Còn nếu mà lấy lẻ thì cái bộ này sẽ là 100 này. Cái tay cầm và cái này cũng là một tay cầm với cái cần phun nữa cũng là 100. Và cái bát là 10.000. Đấy, cái đấy là mua phụ kiện lẻ nhá. Và sau đây thì em sẽ đi vào những mặt hàng hoa lan trong ngày hôm nay. Đoạn cuối em sẽ giới thiệu đến những chế phẩm phân thuốc dành cho hoa lan. Các bác có thể theo dõi ở đoạn cuối nhé. Và trước khi đi qua những cái hàng trầm tùng đỏ thì em sẽ giới thiệu cái lô long tu xuân nhà em vừa mới về. Đó, một cái lô long tu xuân về rất là mướt và đẹp luôn các bác ạ. Hàng này là nở vào thời điểm dịp mùa xuân và thời điểm dịp Tết đây các bác ơi. Đó, những cái hình ảnh của long tu xuân ạ, mời cùng mọi người cùng có thể là chiêm ngưỡng coi nhé. Đấy, hoa rất là sai hoa, nó như một cái pháo đài luôn đấy ạ. Đây ạ, đó, đây là long tu xuân nhá. Hoa rất là đẹp, đấy những hình ảnh của long tu xuân này. Và điều đặc biệt hơn là những cái hàng này người ta ghép vào rồi, tức là người ta thuần rồi ạ. Các bác nhìn cái bộ rễ của nó bật lên rất là khỏe này. Đấy, có những rễ nó rất là khỏe luôn. Các bác về chỉ việc treo lên thôi. Và bây giờ thì cây vẫn bắt đầu đưa ngọn nhá. Đến cái thời điểm về tầm tháng 10 trở đi là bắt đầu cây thắt ngọn, là sẽ chuyển sang là đây, những cái thân già năm ngoái này, thân già này. Đây là hàng các bác mua hàng cân thì nó sẽ có những cái thân già như vậy. Còn bây giờ các bác chơi năm nay sẽ là những cái thân tơ nó đang mọc lên các bác nhá. Hàng hôm nay rất là đẹp luôn. Đấy, thân mập đẹp, mập ú đẹp luôn ạ. Đấy, những cái bảng này các bác mua mà thời điểm Tết nó phải trên 300.000 cơ. Còn bây giờ các bác mua nhé, hôm nay em nhập cái lô số lượng nhiều này. Các bác mà mua thì em thì hôm nay chỉ có giá là 250.000 một bảng thôi. Lựa cho bác những bảng mà nhiều thân trước thôi nhé. Toàn là những cái thô lô thân mập thôi. Đây các bác nhìn này, những cái thân già của nó năm ngoái thì các bác biết là cái độ mập của những cái thân năm nay nó như thế nào. Đấy, lô này là không cắt thân già, các bác về các bác có thể cắt ra. Những mắt nào chưa cho hoa, riêng long tu chưa cho hoa vẫn có thể là kích kỳ được. Đấy, 250 một bảng, nói chung là hàng đẹp. Và em nhắc lại một lần nữa là long tu xuân là 250.000 đồng một bảng nhé. Hàng đẹp ạ. Và tiếp theo là những cái lô trầm rồng đỏ. Hôm nay thì em giao lưu với các bác tầm khoảng 13 mã trầm rồng đỏ. Hàng nhà em là hàng thân thủ các bạn. Cái hàng này tức là các bác là chơi Tết thì quá là tuyệt đỉnh luôn. Thực sự các bác là thân nó mập này, nó ú này, và thứ hai nó vẫn còn đang tiếp tục đưa ngọn, nó còn phát triển về chiều dài nữa, chứ không phải là nó dừng ở đây đâu ạ. Chứ còn cái này các bác sẽ phải cân nhắc trước, tại vì sao trầm rồng đỏ nó sẽ có rất là nhiều loại. Ví dụ có những lô mà nhà em cũng nhập ấy, nhưng mà thân nó nhỏ hơn, nó ngắn hơn thì nó rẻ tiền hơn. Còn hàng này thân thủ mập thì các bác phải nhìn vào chất lượng của sản phẩm nhau nhé. Hôm nay em đánh cho 13 mã trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ hàng này thì nở hoa Tết, và cứ mỗi Tết đến xuân về là trầm, các bác có một giò trầm ấy ạ, nó như kiểu là rước lộc rước rồng về nhà. Đấy, cái này là cái ý nghĩa riêng của cái dòng trầm rồng đỏ nói riêng. Em sẽ quay qua từng mã, và các bác ưng cái mã nào các bác đọc đúng mã cho em, ngày mai em ship hàng gửi đi cho các bác nhé. Hàng này cắt nước cẩn thận cho các bác rồi, hàng này chơi hoa Tết thì quá là đẹp mê ly luôn. Đó, em gọi đây là hình số R1 này. R1 một thân rất là dài, 250.000 này các bác ơi. Đây em đo thử cho bác, tạm thử một cái giò này 250. Các bác nhìn chiều cao của nó xem là bao nhiêu nhá. 1 gang này, 2 gang này, 3 gang, phải hơn 3 gang, 3 gang rưỡi đấy ạ. Thì các bác biết chiều dài của nó sẽ cài như thế nào rồi. 250.000, hàng chuẩn là hàng ươm ki. Ki của nó cũng là những cái dòng thân mẹ rất là thân mập, thân thủ luôn ạ. 250.000 R1. Tiếp theo R2 gồm 2 thân. Đấy, sẽ có một thân dài và một thân ngắn. Nên giò này em bán là 450.000 ạ. Đây là R2. Em chuyển sang R3. Ủa dồi, 3 thân này mập đẹp chưa ạ? Đều nhau luôn, đều tăm tắp luôn. Số 3, một số lẻ cũng rất là đẹp. Và điều đặc biệt là sẽ có 1, 2, 3, 2 mầm gốc. Đây, 2 mầm gốc đang lên này. Đấy, giò này em bán 750 này. 750 R3. Tiếp theo là chuyển sang R4 ạ. R4 hai thân rất là dài luôn. Thân dài đẹp luôn. Thực sự là rất là đẹp đấy ạ, lồm này đẹp lắm. Và có hai cái mầm gốc dài cũng phải tầm một gang tay rồi. Đấy, giò này 530.000. Đấy, thân quá là tuyệt vời luôn. Cứng cáp rồi, nói về độ cứng của cây thì nó quá đạt chuẩn rồi. R5 hai thân 480.000. Hai thân này có một thân dài thân ngắn, nhưng mà thân dài này các bác nhỉ, mập ú nhá, em soi cho các bác luôn cái ngón tay cái luôn cho các bác. Đấy, các bác nhìn này, thân nó mập như thế nào, 480.000 hai thân này.
Những cái này á, Tết phải 300 đến 350 một thân nhá, chứ không phải chuyện không phải là đơn giản đâu ạ. Cái R6 này hai thân này, một thân dài, một thân ngắn. Thân ngắn này nhá. Thân ngắn này nó cũng phải rơi tầm gần hai gang gang tay của em rồi, 380.000. R6. Tiếp theo là R7 hai thân 470.000. Đấy, hai thân 470.000. Tiếp theo là R8 ba thân 700.000. Một thân thủ dài, hai thân này cũng ngắn hơn một chút thôi. 700.000 ba thân này. Cái này lá nó hơi bị xước xát một chút này, nhưng mà ngọn không ảnh hưởng gì nhá. Đây, cái lá này nó hơi bị táp trong lúc mà vận chuyển thôi. 700.000. Thân này phải bán hơn 300.000 một thân rồi. R8 700.000. R9 hai thân 550 ạ. À 500.000, quên. Đây ạ, R8 hai thân 500.000. Đây hai thân dài này các bác. Tính ra 250 một thân. Cái này nuôi Tết thì toàn phải 300 350 một thân này. Đẹp. R9 hai thân 500.000. R10 hai thân 490.000. Đây 490.000. Cái này lá nó hơi bị chạm vào cái thành này một chút này. Không ảnh hưởng gì các bác. 490.000 hai thân R10. R11 hai thân 330.000. Một thân dài. Thân này thì cũng phải rơi tầm gần hai găng tay của em, 330.000. R11. R12 ạ, là một hình 460.000. Đấy, hai thân, một dài một ngắn. Đây. Đo luôn cái thân ngắn nó rơi tầm bao nhiêu. Một gang này. Hai gang. Thân ngắn cũng phải ba gang tay rồi, còn chưa nói thân dài nó sẽ dài hơn nhá. Đây là R bao nhiêu nhỉ? 12 460. R13 550. Ba thân, hai dài, một ngắn. Thân ngắn phải rơi tầm gang rưỡi. Đấy, 550. R13 550. Hết rồi đúng không? Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến những dòng hoa lan hàng kg của nhà em nhé. Hôm nay em có một số cái hàng hoa lan như sau. Đầu tiên thì em có hai cái hình chồn tím. Hôm nay thì về lô chồn tím cáo đỏ. Riêng chồn tím thì bản lá nó rất là dày và nó tươi. Lô hôm nay nó tươi nhé các bác nhé. Đây ạ, hình mè hình 1 này. Một cây, đây là cây số 2 này. Tiếp theo là cây số 3 này. Hàng rừng thì nó không tránh được cái việc mà lá nó hơi bị xước xát. Và đây là cây số 4 này. 4 cây này. Đó. 4 cây chồn tím này em bán với giá là 170.000. 170.000 4 cây thôi nhá. Lô số 2, lô này cây to hơn này. Cũng 4 cây. Đây là cây số 1 này. Đấy, hàng rừng thì nó thế này cũng gọi là đẹp rồi, bởi vì lô nó tươi. Đây là cây số 2 này. Đây là cây số 3 này. Đây là cây số 4 này. 4 cây này to hơn, em bán là 200.000. 200.000 4 cây. Đấy, lô 1 và lô 2, 170 và 200.000 nhá. Em có một cái lô kiều vuông cánh trắng này. Đó, một cái lô này cũng rất là nhiều, thân lùn, đây là lô kiều vuông thân lùn cánh trắng này. Cả lô này em bán là 150.000 nhá. Đấy, về các bác chỉ ghép. Bởi vì hàng này nhà em cắt tỉa rất là sạch sẽ gọn gàng rồi, 150.000 cái lô này. Và tiếp theo bên đây là cái dề hoàng lạp. Đấy, một dề này. Cũng khá là nhiều những mầm tơ đang lên này. Đó. Dề này thân lùn em bán là 80.000, 80.000 cái dề này nhá. Hoàng lạp. Nở hoa thì rất là đẹp. Có hai cái dề này là dề hoàng thảo Thái Bình. Dề này là hình số 1 này, em bán là 70.000 một dề. Hoàng thảo Thái Bình. Tiếp theo là hình số 2, hình này thì mầm tơ nhiều hơn một chút. Hình này em bán là 100.000. Có hai hình hoàng thảo Thái Bình. Tiếp theo em có hai cái chậu trầm đồng đỏ. Trầm đồng đỏ em gọi đây là hình số 1 ạ. Gồm 3 thân, 2 thân dài và 1 thân ngắn hơn. Ra cái thân ngắn kia nó cũng rơi tầm 2 găng tay của em rồi. Chậu này em bán là 550.000 nhá. 550.000 chậu trầm đồng đỏ. Hoa nở vào thời điểm dịp Tết hoặc là mùa xuân và hoa cực kỳ là thơm, bởi vì riêng dòng trầm này. Tết những cái thân trầm đồng đỏ này ít nhất người ta bán ra cũng phải 250 một thân. Đấy là giá thị trường thời điểm Tết, còn bây giờ các bác mua sẽ rẻ hơn. Còn đây là cái hình số 2, hình này thì ba thân nó dài hơn. Đây ạ, ba thân dài hơn nhá. Em sẽ đo cho bác cái thân ngắn nhất xem nó dài bao nhiêu này. 1 này, 2 này.
Thân ngắn nhất nó cũng rơi tầm 3, gần 3 gang tay của em rồi, chưa kể có một thân dài hơn. Hình này em bán là 600.000. Một hình 550 và một hình 600, em chỉ có hai hình trầm rồng đỏ duy nhất và cuối cùng thôi. Em có một số hình giả hàng Pháp ạ. Đấy ạ, hình này là lô thân rất là mập mạp và đẹp luôn. Lô hôm nay này, thân mập đẹp, đây, ngọn nhức đẹp luôn. Hàng cũng nở hoa dịp Tết đấy ạ. Hình này em gọi là hình số 4 ạ, hình số 4 là 450.000. Hình này gồm có 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thân. Ui, cái gì đấy ạ? À, nó đang lên kỳ này, rất là nhiều kỳ, cái mầm nhỏ nhỏ. Cái này thì có một cái thân này nó hơi bị gập một chút, nhưng không sao, bởi vì cái hàng giả hàng Pháp này thân của nó bao giờ nó mập nó cũng hay bị gập gốc. Có một thân ạ, 450 này, hình số 4 này. Tiếp theo là hình số 3 này. Hình số 3 cũng 450, hình này gồm 2, 4, 6, 8, 10. Có cả thân kỳ nhỏ là 11 này. Mầm gốc đang lên này. Hình này cũng 450.000. Đấy, rất là đẹp luôn các bác ơi. Đẹp lắm ạ. Hình này em bán là 450, hình số 2. Hình số 5 ạ, hình số 5 gồm có 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 thân. Nhưng mà một số thân bị sâu nó cắn cái đầu lá này. Và có một ngọn này nó bị con này nó bị hư này. Hình này em bán 430 thì hôm nay em bán giảm giá khoảng 400.000 nhá. Thì ra cái giò này em bán là bán lỗ luôn này. 400.000 cái giò này, thân nó cũng khá là dài. 400.000 cái giò, hình này hình số 5. Tiếp theo đây là hình số 2, 470.000. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cả dài cả ngắn, 470.000. Và có một thân trội dài, nó phải rơi hầm hơn mét này. Đấy, 470. Và đây là hình số 1 này. Còn đây là hình số 1, 450. Hình số 1, 450 gồm có 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 thân. Đấy, rất là đều đẹp lô. Hôm nay giả hàng Pháp thân rất là mập luôn các bác ạ. Rất là mập, em chỉ có vài giò thôi. Vài giò là hết hàng. À, có một cái chậu này, chậu giả hạc Châu Như. Thôi chậu này em bán 50.000 đi. Giò này hôm trước bán 300 mấy đấy. Nó bị hỏng một số cái đầu ngọn hôm vừa rồi, thời tiết nó nóng quá ấy. Hôm nay thì thời tiết sang thu rồi, thoải mái. Cái này về các bác chăm một em mầm gốc vậy, 50.000 cái giò này nhá. Hôm trước bán 150 thôi. Nó bị hư đầu ngọn rồi, về các bác chăm mầm gốc thôi, 50.000 Châu Như F2. Tiếp theo thì em đến những dòng phi điệp. Những cái hàng này là dòng phi điệp mà ra hoa vào thời điểm dịp mùa xuân, thời điểm Tết ạ. Hàng mới luôn, đều những dòng phi điệp rất là mới và mặt hoa đẹp nữa. Trước mặt đầu tiên em xin giới thiệu đến cái dòng phi điệp đây, gọi là DL202. Thực ra cái này là những cái dòng mà mã tem người ta đánh mã số, và hàng này là hàng có mặt hoa. Đấy ạ, những chậu này nó sẽ thông thường sẽ có hai thân dài và một số thân nhỏ thì em không tính đây. Đấy, hàng mới về rất là đẹp luôn. Đây là DL202. Mặt hoa đẹp và rất là đáng sưu tầm. Đây ạ, mời mọi người cùng xem luôn cái mặt hoa của dòng phi điệp này nhé. Đây ạ. Rất là đẹp, cánh bầu luôn, mắt đậm. Dòng này em bán là 250 một chậu nhé. Và bốn cái loại phi điệp mà em giới thiệu sau đây ấy, nếu các bác cứ lấy từ 3 chậu bất kỳ trở lên, 3 chậu của một loại hoặc 3 chậu của các loại, thì em sẽ giảm giá cho các bác là 20.000 đồng một chậu. Đấy ạ. Thực ra thì bao ship thì chắc chắn là nó sẽ nhẹ cước hơn, nhưng mà em sẽ trừ trực tiếp luôn cho các bác luôn. Đó, trừ đi 20.000 một chậu. Còn sang bên đây là dòng phi điệp tem đỏ. Cái này thì tại sao là tem đỏ? Bởi vì hàng này nó có mặt hoa và chuẩn hàng hoa. Đây, cái mặt hoa tem đỏ đấy ạ. Đẹp lắm các bạn, màu hoa đỏ đậm luôn. Đỏ rực rỡ luôn ạ, và cực kỳ là sai hoa. Hàng này thì một chậu nó trung bình nó sẽ có từ 3 đến 4 thân. Cũng có chậu 4 đây. Úi trời ơi, một bụi nhiều thân quá, 4-5 thân này, nhưng mà nó ngắn hơn. Đấy, cái trung bình tầm 4 thân này. Hoặc có chậu 3 thân thì nó ngắn hơn, và dài hơn một chút. Đấy, nhưng mà đều một bụi bụi rất là nhiều luôn. Các bác đẹp lắm ạ. Phi điệp tem đỏ này. Cái này thì ra hoa các bác nhé. Các bác về các bác bóc ra, các bác ghép cho em thành một chậu này. Khi ra nó dài ra đấy, nhìn nó không khác thì phi điệp tầm thân thủ luôn. Hàng này em bán là 300.000 đồng một chậu nhé. Và các bác cứ nhớ là cứ đặt số lượng nhiều em sẽ giảm giá cho bác ạ. Còn bên đây đó chính là dòng phi điệp trắng. Đấy, cái hàng phi điệp trắng này thực sự là nó lại rất là thu hút khách hàng. Bởi vì năm nay cái dòng năm cánh trắng nó lại quá là hot. Đấy, dòng phi điệp trắng một chậu nó sẽ thông thường nó sẽ có hai thân. Hai thân như thế ạ. Và này em bán là 250 một chậu, hai thân nhé. Đây là dòng phi điệp trắng. Và tiếp theo một cái dòng năm cánh trắng mà em thấy nó thực sự là năm nào cũng hot vào những thời điểm dịp Tết, đó chính là dòng năm cánh trắng họng hồng. Đây là cái dòng năm cánh trắng họng hồng các bác nhé. Một chậu sẽ có hai thân.
Và điều đặc biệt hơn là cái chậu hai thân của ngày hôm nay nó lại rất là dài, chứ nó không phải đơn thuần là thân ngắn đâu ạ. Những cái chậu thân dài này, bình thường tầm 2 găng tay của em đã ra bán người tập đã bán ra một thân cũng phải rơi tầm 270 đến 290 nghìn rồi đúng không ạ? Đấy, vừa rồi em bán cái hàng chậu thuần thực sự là nhập vào nó cao rồi, thành ra là bán ra cũng phải theo cái mức giá đấy thì mới bán được. Còn ngày hôm nay, đấy một chậu hai thân dài trong một chậu này thì các bác mua lại được rơi hơn rất là nhiều. Đây, cũng thấp nhất cũng phải 2 găng tay của em một chậu, còn có thân thì có thể dài hơn hoặc là thân nọ bù thân kia, nhưng mà cứ trung bình là như thế. Hàng này là hàng ươm từ ki nên chuẩn mặt hoa cho bác dòng 5 cành trắng họng hồng nhé. Hàng này Tết mua phải trệ dưới không dưới 300 nghìn đồng một thân, thậm chí là 350 một thân khi nó thời điểm nó thắt ngọn đấy ạ. Và ngày hôm nay một chậu hai thân như vậy các bác sẽ được mua với mức giá chỉ có là 350 nghìn đồng một chậu thôi ạ. 5 cành trắng họng hồng, một cái tổng hoa nở Tết. Chắc là cũng còn khay này là hết hàng thôi, bởi vì hôm qua thì cũng đã khách đặt cũng khá là nhiều rồi, bởi vì lô này nó rẻ không? Các bác cứ chia ra 350 mà chia cho hai thân dài tính ra chỉ có 170 một thân thôi. 170 một thân thì các bác không thể nào mua được cái thân dài như thế chứ có 170 đâu ạ. 5 cành trắng họng hồng. Và đây là những cái mặt hoa của dòng 5 cành trắng họng hồng này, để các bác nhìn. 5 cành trắng và họng màu hồng trái tim. Rất là đẹp luôn, bởi vì hàng nó ươm từ kia ấy nên chuẩn hoa cho các bác. Rất là đẹp, hàng này chơi Tết thoải mái luôn. 350 nghìn đồng một chậu nhá. Lồ này đẹp thật đấy ạ. Tiếp theo em giới thiệu các bác đến những chậu hồng cánh sen. Đai châu hồng cánh sen ạ, cái dòng đai châu hồng mỹ nhân này thì giá thành nó sẽ đắt hơn những cái dòng đai châu sổ số. Đây là điều chắc chắn luôn, và đặc biệt là nó đã chuẩn hoa rồi. Các bạn yên tâm là không cần phải lo bảo hành hoàn hoa. Đấy, năm vừa rồi là giá hoa rồi nhá. Như em bán cái hàng chậu gỗ này này thì với giá là 400 nghìn một chậu. Lấy hai chậu trở lên tính giá là 380 nghìn. Có những cây nó nhỏ hơn, ví dụ như cây này thì em bán là 350, 350 một chậu. Cứ lấy từ hai chậu bất kỳ là giảm cho 20 nghìn đồng một chậu. Đây em có ba cây hồng cánh sen nhưng hàng chậu nhựa. Hàng này bình thường vẫn 250 ạ, nhưng mà ba cây cuối này nó hơi xấu một chút, hoặc là nó là cây cuối nên là em sẽ bán với giá là 200 nghìn. Đây là hồng cánh sen cây số 1 này, 200 nghìn này. Đây là cây số 2, một cây lá mít rụt nhưng mà lá này nó hơi bị xấu một chút, là tính cũng phải 200. Còn cây thứ 3 là cây mẹ con, cây đôi, nhưng mà nó cũng hơi bị xấu lá đây. Đó, bên đây mất cặp lá. Thực ra là cây này các bác tách ra làm hai cây vẫn rất ok. Chậu này cũng 200 nghìn nhá. Còn ba cây hồng cánh sen đấy thôi ạ. Là hết hàng, cái hàng chậu nhựa rồi. Còn trên đây là phụ nữ mèo cam. Dòng mèo cam thì hoa cực kỳ là sai. Và dòng này thì em bán là 130 một chậu. Cứ lấy một chậu, một cặp này là 250 được một cặp mèo cam. Hoa màu vàng cam lửa, hoa màu cam lửa ạ. Dòng mũ nữ cam lửa không phải là lúc nào cũng có đâu. Có một chậu phi điệp lai trầm. Chậu này hai thân, một thân dài một gang tay, một thân dài hai gang tay của em này, 250 một chậu. Hàng đẹp luôn, 250 nhá. Em có 5 cái chậu chấp Mỹ đó ạ. Chấp Mỹ này bình thường, đây, nó dài tầm một gang tay của em. Chấp Mỹ này bình thường với giá là 300 nghìn một chậu đấy ạ. Hôm nay em bán nó ngắn hơn những cái chậu kia ấy, thì hôm nay em sẽ bán với giá là 200 nghìn nhá. Có 5 chậu chấp Mỹ thôi. Hàng chuẩn mặt hoa đấy ạ, 200 nghìn một chậu. Lô này cây nó ngắn thì em bán rẻ, rẻ hơn. Em có hai cái chậu này gọi là vũ nữ sô-cô-la. Vòi hoa của nó phải 6-70 sen cơ, nhưng mà nó vừa tàn hoa mất rồi. Chậu này hôm vừa rồi cái bụi nó to lắm, nhưng mà nó bị hư mất một nửa ấy. Đây, cái chậu này mình được vẫn 250 một chậu, bây giờ nó chỉ còn tầm khoảng 1, 2, 3 giả hành và đang đẻ giả hành con mới này. Đấy, chậu này hôm nay sẽ bán thanh lý nhá. Vũ nữ sô-cô-la, hoa thơm. Đấy, chậu này bán 60 nghìn, 60 nghìn cái chậu này. Còn đây là chậu số 2 này. Chậu số 2 này thì nó nhiều mầm hơn. Đấy, cũng đang đẻ mầm rất là nhiều. Đây, cái này còn một ngồng hoa đang chuẩn bị nở này. Đấy, chậu này thì em bán là 130 nghìn. Để bán thanh lý luôn, 130 nghìn. Và một chậu 60 nghìn. Đây là vũ nữ sô-cô-la. Có hai chậu duy nhất. Hàng ăn rừng thì hôm nay nhà em cập bến một lô hoàng thảo vôi ạ. Hàng đẹp ạ. Và thời điểm này vôi đang lên những cái mầm này. Đấy, hoàng thảo vôi top một trong những cái dòng hoa dễ trồng. Đây là hoàng thảo vôi tím nhá, hoa thơm nữa. Ra hoa vào thời điểm dịp mùa xuân.
Hàng này các bác ghép thì rất là dễ, kể cả các bác mới tập chơi. Em bán với giá là 250.000 đồng một cân hoàng thảo vôi. Riêng hàng lan rừng thì em có bán lẻ nhé, tức là các bác có thể mua tầm nửa cân hoặc là 3 lạng thì nhà em vẫn bán. Bởi vì nhiều bác thì mua cái không gian nhà mình nó hẹp ấy, thành ra là mình muốn mua sưu tầm mỗi loại một chút thì bên em vẫn có thể đáp ứng nhu cầu của các bác được. Còn sang bên đây, đó chính là cái dòng hỏa hoàng cam. Hỏa hoàng cam hôm nay về ít thôi. Hỏa hoàng cam này thì cây của nó thì kể cả cây nhỏ nó cũng vẫn cho hoa như bình thường, được cái là cây rất là tươi. Mỗi lần về có một chút xíu đấy nhá. Hàng này em bán 25.000 đồng một lạng, 250 một cân hỏa hoàng cam. Và hôm nay thì vừa về thêm một lô hoàng nhạn tháng 4 ạ. Wow, hàng hôm nay mới về rất là đẹp nhá mọi nhá. Rất là đẹp, nói chung là cây nó tươi hơn. Còn hàng rừng thì cái việc mà lá nó xước xát thì mình vẫn không thể nào tránh được cái việc đấy, đúng không ạ? Hoàng nhạn tháng 4 đấy ạ. Đấy. Và bây giờ thì cũng đã là cuối mùa của dòng hoàng nhạn tháng 4 rồi. Và hàng hôm nay thì giá thành nó đã hạ hơn rất là, hạ nhiệt rất là nhiều nha mọi nhá. Hoàng nhạn tháng 4 hôm nay thì các bác mua chỉ với giá là 480.000 đồng một cân thôi ạ, tức là 48.000 đồng một lạng. Em sẽ nhặt cho các bác cả cây to và cây nhỏ nhé. Hàng này thì em sẽ không nhặt chọn được, tại vì giá bình thường đầu mùa ấy nó rơi tầm khoảng 600.000 một cân, rồi đến 550. Và lô hôm nay em nhập được rẻ hơn thì chắc chắn là em đã giảm giá cho các bác với giá là 480.000 rồi, là giá cực kỳ là rẻ rồi ạ. Các bác không mua thật sự là em không biết là cái nào mức nào mà có thể rẻ hơn được nữa. Đây cái hàng này. Lô hôm nay thì cây vừa và nhỏ, không có cây to lắm đâu ạ. Như được cái là tươi. Hoàng nhạn tháng 4, hoa cực kỳ là thơm. Hoàng thảo vảy rồng này, hôm nay về có tầm một chút. Vảy rồng 130.000 đồng một cân, nó thành từng mảng này, 130 một cân. Tiếp theo là long tu xuân. Long tu xuân. Hôm nay về cũng từng khóm rất là dễ ghép và đẹp. Riêng dòng long tu xuân thì cũng như hoàng thảo vôi đây, đều là những dòng dễ trồng. Long tu xuân em bán 240.000 đồng một cân. Long tu xuân ạ. Trồn tím hay cáo đỏ, hôm nay cập bến một lô cáo đỏ trồn tím này. Cây của nó vừa và nhỏ nhưng được cái là rất là tươi. Bởi vì cái hàng này á, bình thường có những lô nó mất nước rất là xấu. Em bán với giá là 250.000 đồng một cân. Cáo đỏ trồn tím ạ. Cái này có hai tên gọi nhá, hàng này hiếm ít có. Và có một loại nữa, đó chính là trồn trắng thôi nhá. Trồn trắng này thì giá thành nó sẽ rẻ hơn một chút. Tuy nhiên thì hoa của nó cũng đều như những cái dòng như nhau, nhưng mà sưu tầm mỗi loại một chút ạ. Cáo đỏ trồn trắng này thì em bán với giá là 200.000 đồng một cân. Đây, những cây trồn trắng này rất là tươi, cây đều cây. Và hôm nay lại về thêm một lô trúc Phật Bà nữa này các bác này. Đấy, trúc Phật Bà. Mùa này trúc Phật Bà đang lên mầm này, hứa hẹn sẽ có một cái mùa hoa Tết rất là đẹp. Đó, trúc Phật Bà. Trúc Phật Bà em xin bán với giá là 500.000 đồng một cân nhé. Để hàng đẹp, hàng mới về. Đây những cái thân tơ của nó cho hoa Tết đấy ạ. Hàng hôm nay đẹp lắm các bác, rất là tươi mới. 500.000 đồng một cân trúc Phật Bà, tức là 50.000 đồng một lạng. Về bổ sung thêm một lô hoàng lạp ạ. Hoàng lạp lô lần này về rất là đẹp, nhiều lá, tươi, xanh. Hàng này em bán là 130.000 đồng một cân. Hoàng lạp 130 một cân. Hoàng thảo Thái Bình top một trong những cái dòng hoa lan dễ trồng, dễ chăm sóc và hoa dài, vòi hoa rất là sai hoa. Hàng này thì em có cả cái hàng thân ngắn và thân dài hơn. Các bác đặt hàng muốn lấy theo cái loại nào thì em nhặt cho các bác loại đấy. Và được cái là hàng tươi này. Hoàng thảo Thái Bình 130.000 một cân. Giáng hương sóc Lào ạ, những cây sóc lá xếp này, cây xếp rất là đẹp, 130.000 một cân. Em có lô hoàng nhạn tháng 4 thanh lý thôi nhá. Hàng này thì cây nó mất nước, nó xấu mã này. 280.000 đồng một cân, 28.000 đồng một lạng. Giá mới về là 480 nhé. Loại này bán lỗ luôn là 280. Em có hai cây đây, châu rừng bóc trụ này. Đây cây số 1 này, bản lá to này, cây số 2 cũng thế này. 230.000 hai cây này. Hoàng phi hạc thanh lý 100.000 đồng một cân. Hàng cho bác về chăm mầm gốc ạ, 100.000 đồng một cân. Hải yến lá xếp ạ, 140.000 đồng một cân hải yến. Đây, đều những cây lá xếp rất đẹp, 140 một cân. Và tiếp theo đây là lô kiều tím miền Trung hàng thanh lý. Thực ra cái hàng thanh lý nha em thì nó ít lá là một này. Đấy, bản lá thì rất là dày thôi. Tuy nhiên nó ít lá, nó hết lá, thành ra là em sẽ bán theo cái giá hàng để các bác về làm giống nhá. Hàng này bình thường vẫn giá là 330 một cân kiều tím nhá. Hôm nay em bán thanh lý là 180.000 đồng một cân. Và nhân tiện đây thì em xin thông báo là ngày mai sẽ về thêm một lô quế trắng tháng 8 với thập hoa với kiều tím, một số mặt hàng nữa thì em sẽ lên sóng video ngày mai. Để hẹn trước một số bác như thế, bởi vì hôm vừa rồi các bác hỏi cái dòng quế tháng 8 đang nụ nhiều, nên là thông báo luôn tiện đây. Cái kiều tím thanh lý vẫn là 180 một cân nhá. Đây,
Đấy, tình trạng hàng này nó ít lá thôi. Còn đâu là nói về sức sống, về sự dẻo dai của dòng lan rừng thì nó quá là khỏe. Em có một lô đai châu rừng thanh lý này. Hàng này thì bình thường vẫn là 550-600 nghìn một cân. Nhưng giờ nó bị cắt cái lá này các bác nhìn này. Đó. Nên em bán theo cái giá 350 một cân nhá. Đai châu rừng hàng thanh lý 350 một cân. Trúc đen hàng thanh lý ạ, 50 nghìn một cân. Đây hàng này cho bác về làm giống này. Chủ yếu để chăm mầm gốc nhá. Hàng này nó xấu ạ. Nó không có lá này. 50 nghìn một cân. Em có một cái rể kiểu tím miền Trung này. Đó, rể này. Đó. Có cả những thân tơ nó chưa ra hoa, có cả thân già. Nói chung là dòng kiểu tím thì những mắt nào chưa hoa nó vẫn cho hoa bình thường nhá. Và điều đặc biệt hơn nó đang lên mầm này. Hai cái chồi này. Đây cũng mầm này, mầm gốc bật lên nhiều lắm, tưởng cái rể nó khỏe. Rể nó khỏe ra là mầm gốc bật rất là nhiều luôn. Ui, nhiều lắm các bác ạ. Đấy, rể này em bán là 270.000. 270.000 cái rể kiểu tím miền Trung này nhá. Và cuối cùng em giới thiệu đến những dòng phân thuốc dành cho hoa lan. Dòng phân thuốc nhà em hiện tại thì em có thứ nhất là lọ Hùng Nguyễn này, em bán là 25.000 đồng một lọ, 50.000 đồng một cặp. Tiếp theo là sản phẩm B1. B1 em có dòng B1 thường là 20.000, B1 thường to này là 40.000. B1 Thái là 40, B1 Mỹ là 40, loại nhỏ và loại to của Mỹ là 50.000. Đầu châu thì có 3 chỉ số 501, 701 và 901 là 25.000 đồng một lọ. Root 2 phân bón lá cao cấp của Hoa Kỳ là 40.000. Terasort cái này là sản phẩm siêu to lá là 25.000 này. Root 4 Terasort root 4 này là siêu ra dễ là 25.000. Tiếp theo nữa đó chính là sản phẩm Super Thai của Thái là 100.000, của Mỹ 230.000, là loại 60ml, của Thái là 50ml thôi ạ. Còn cái loại 330 là loại 120ml, gấp đôi dung lượng của loại 230. Decamon 65.000. Movento sản phẩm chỉ giấy sáp 90.000, diệt kiến Fenona là 90.000. B12 chống sốc cho hoa lan 25.000. Bencola xử lý giá thể cho cây, nấm mốc vi khuẩn, nấm mốc diệt tông rêu 25.000. N3M 20.000 là kích rễ của Việt, Exotic của Thái là 70.000 kích rễ của Thái. Phân bón vi lượng có kiểm soát này, cái sản phẩm phân bón thông minh này là 30.000 đồng một lọ. 30.000 một lọ. Season tốt dễ để nhánh 30.000. Siêu to lá này. Sản phẩm phân bón của Romo 3 chỉ số. Đồng giá 25.000. Ogr Home 30.000, Ogr Home. Power Fit mập mầm to hoa dài cánh 30.000. 30.000 ạ. Tiếp theo ở phía dưới em có cái sản phẩm chị Thối Nhũn, đó chính là sở sản phẩm Phi San này. Phi San tặng gói là 10.000 đồng một gói, Phi San tặng lọ là 55.000 đồng một lọ. Tiếp theo là Atonic. Atonic là 10.000 đồng một gói, kích thích tăng trưởng cho cây. Riêng cái Atonic các bác mua một hộp em tính 90.000 nhá. Keo liền sẹo da đen của Mỹ này 50.000. Nano bạc là 35, nano đồng cũng 35.000. Siêu lân là 10.000 đồng một gói này, siêu kali là 15.000 đồng một gói. Anchancon là 40.000. Diệt ốc sên là 15.000. Kinkinbun sản phẩm trị thối nhũn là 50.000. Ridomingon trị thán thư thối nhũn cũng là 50.000. Nấm Chico Đề Ma tặng gói là 15.000. Nấm 3 màu tăng sức đề kháng cho cây và trị các bệnh cho côn trùng gây ra là 60.000. Thẻ tên là 60.100 thẻ. Ngoài ra bên đây thì em có bán cả vỏ thông 20.000 một cân, cả vỏ thông to, vỏ thông nhỏ. Vỏ thông nhỏ để các bác dùng để ươm ki. Có cả cái sản phẩm này mỗi lần mà em giới thiệu mà em toàn quên, nó chính là cái viên nén sơ dừa này. Viên nén sơ dừa 1.000 đồng một viên. Cái này cho các bác chủ yếu các bác kích ki á. Các bác có thể là cho cái ki của nó lên đây và khi nó các bác tưới nước hàng ngày nó sẽ nở dần cái sơ dừa này ra và làm cho nó coi như là một cái giá thể để cho cây nhá. Cái này em bán là 1.000 đồng một viên. Viên nén sơ dừa. Dạ, có cả túi lưới đựng phân này là 20.000 đồng một bó này. Lưới lót chậu thì là cũng 20.000. Nhưng lưới lót chậu thì nó không phải là cái này mà cái khác thôi. Dịch chuối là 40.000. Nấm Chico Đề Ma của anh Tư là 120. Pesua là 130.
Ngọc Linh thổi nhũn và kích rễ là 85.000. Humix 322 là 120. Đấy, đa phần những sản phẩm cho Phong Lan thì nhà em cũng có đầy đủ cả coi nhá. Các bác nhận đặt hàng gì các bác cứ báo em. Để phân tan chậm thì có phân tan chậm của Mỹ này là 150 này. Phân tan chậm của Nhật là cái bao xám xám là 140. Đấy, nhà em nhập nguyên cả bao cơ nên là số lượng nó nhiều. Thoải mái ạ. Và sau đây thì em xin phép là kết thúc clip và nhận đơn hàng các bác ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong phiên video tiếp theo ạ.